Phụ kiện Hoa Thiên Phát xin chào tất cả các anh chị, xin chào tất cả quý khách hàng của chúng tôi. Thì ngày hôm nay Phụ kiện Hoa Thiên Phát sẽ chia sẻ với các anh chị 4 lý do tại sao phải đến trực tiếp xưởng phụ kiện hoa, shop bán phụ kiện hoa để mua hàng. Nguyên nhân đầu tiên đó là khi mà các anh chị đến trực tiếp xưởng của phụ kiện hoa hoặc là shop phụ kiện hoa thì các anh chị sẽ biết được rằng là họ có phải là người bán phụ kiện hoa thật hay không. Bởi vì có rất nhiều anh chị mua hàng qua mạng đúng không ạ? Và anh chị đã mất tiền bởi vì mình mua hàng thông qua những cái kênh online và mình mua hàng và mình bị mất tiền bởi vì lừa đảo đúng không ạ? Và chính vì cái lý do đó là cái lý do mà các anh chị nên dành một lần thôi đến trực tiếp xưởng phụ kiện hoa hoặc là shop bán phụ kiện hoa để các anh chị mua hàng. Và khi mà các anh chị ghé đến thành phố Hồ Chí Minh, hãy nhớ ghé qua phụ kiện Hoa Thiên Phát ở quận Bình Tân, đường Gò Xoài, hẻm 254 để mua hàng nha các anh chị. Chúng tôi sẽ chào đón các anh chị như những vị khách vô cùng đặc biệt. Và cái lý do số 2 mà các anh chị nên đến trực tiếp shop phụ kiện hoa để mua hàng, đó là khi các anh chị đến trực tiếp shop phụ kiện hoa để mua hàng, các anh chị sẽ biết được rằng là cái hàng hóa đó có chất lượng hay không. Bởi vì ở trên thị trường phụ kiện hoa hiện tại có rất nhiều loại phụ kiện hoa khác nhau, từ chất lượng đến giá cả cũng rất là khác nhau. Đặc biệt ví dụ như là giấy gói hoa thì các anh chị sẽ thấy rằng là có những loại giấy gói hoa rất là dày, rất là cứng và màu sắc nó rất là đều màu. Đồng thời là khổ của nó là giấy gói hoa bình thường nó sẽ là 58 x 58, đó là một cái loại giấy gói hoa tốt và chất lượng. Tuy nhiên khi mà các anh chị mua hàng trên online đó thì các anh chị sẽ gặp những trường hợp như là người bán cho các anh chị, họ sẽ bán cho các anh chị loại giấy không chất lượng, người bán sẽ bán cho các anh chị loại giấy không được đều màu, người bán sẽ bán cho các anh chị loại giấy là bị lỗi hoặc là cái khổ của nó nhỏ hơn là khổ 5252 hoặc là 5353. Thì như vậy khi mà các anh chị nhận cái sản phẩm trên tay mình, nó là cái sản phẩm không được tốt và không được chất lượng. Đó là cái lý do số 2 mà các anh chị nên trực tiếp đến xưởng phụ kiện hoa để đặt và mua hàng một lần thôi các anh chị. Chỉ cần các anh chị biết được cơ sở kinh doanh của họ là những lần sau đó các anh chị có thể mua hàng và đặt hàng một cách vô tư và thoải mái. Và cái lý do số 2 đó là cái hàng không chất lượng đó các anh chị. Bởi vì khi mà các anh chị gặp những cái loại hàng không chất lượng thì nó sẽ tốn tiền các anh chị mà nó lại mất cái thời gian của các anh chị để bó hoa và làm những cái công việc liên quan tới ngành hoa. Và lý do số 3 mà phụ kiện Hoa Thiên Phát muốn chia sẻ với các anh chị ở trong video clip này, đó là khi mà các anh chị mua hàng ở trên mạng thì cái việc là giao hàng là hầu như là giao qua ship code đúng không các anh chị? Thì cái thời gian ship code nó sẽ chiếm cái thời gian dài hơn, có thể là từ 2 cho đến 5-6 ngày nó mới đến tay của các anh chị. Nhưng mà khi mà các anh chị đã đến cái cơ sở kinh doanh của phụ kiện hoa rồi đó, thì đặc biệt là các anh chị đã ghé qua cơ sở kinh doanh của chúng tôi rồi, thì các anh chị sẽ thấy rằng là thời gian đóng hàng và thời gian gửi hàng đến tận tay các anh chị chỉ cần 1 đến 2 ngày. Bởi vì chúng tôi sẽ gửi hàng qua trần xe, sau khi các anh chị đã chuyển khoản và thanh toán đơn hàng xong thì chúng tôi sẽ gửi hàng qua trần xe. Thì như vậy cái thời gian mà các anh chị nhận hàng sẽ nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn cho các anh chị. Và cái việc mà có hàng hóa để sử dụng ngay cho các anh chị đó là nó đỡ mất thời gian và nó sẽ tiết kiệm được cái thời gian cho các anh chị. Và cái số 3 là chúng tôi đã chia sẻ với các anh chị đúng không ạ? Và lý do số 4 đó là khi mà các anh chị đến với shop phụ kiện hoa thì các anh chị có cái cơ hội để lựa chọn, thứ nhất là sản phẩm chất lượng, thứ hai là màu sắc các anh chị ưng ý, thứ ba là mình có thể lựa chọn những mẫu sản phẩm phụ kiện hoa mới nhất và hot trend nhất ở trên thị trường hiện tại. Như vậy thì các anh chị sẽ biết được rằng là mình cần nhập những phụ kiện hoa nào cho cái đợt lễ sắp tới, hoặc là mình cần nhập những phụ kiện hoa nào cho tháng kế tiếp. Như vậy các anh chị sẽ chủ động hơn trong việc chuẩn bị hàng hóa
và các anh chị sẽ chủ động hơn trong việc chuẩn bị phụ kiện hoa cũng như là hoa tươi để cho mùa lễ sắp tới mình có được nhiều đơn hàng hơn và sẽ có được cái mùa lễ bội thu. Và đó là bốn lý do mà phụ kiện hoa Thiên Phát xin chia sẻ với tất cả các anh chị ở trong video clip này. Các anh chị đang xem video clip này thì các anh chị hãy một lần ghé chân qua phụ kiện hoa Thiên Phát của chúng tôi ở Bình Hương Hòa A, Bình Tân, đường Gò Xoài, hẻm 254 để đặt phụ kiện hoa, xem phụ kiện hoa và mua một đơn hàng đầu tiên cho mình. Phụ kiện hoa Thiên Phát xin cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Nhớ theo dõi phụ kiện hoa Thiên Phát nha các anh chị.